Hello các bạn, hôm nay mình muốn chia sẻ một tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, Nỗi Lòng Người Đi. Và đây là một tác phẩm mà mình rất là tâm đắc, bởi vì nó thay cho những cái tiếng lòng của rất là nhiều người phải xa xứ, làm việc và mưu sinh ở những nơi khác, ở một tỉnh thành khác hoặc là ở nước ngoài, đặc biệt là những người ở Hà Nội. Và đây là một ca khúc mà mình hy vọng rằng nó cũng thay cho tiếng lòng và cũng là một sự đồng cảm dành tặng cho tất cả các bạn. Hãy cùng chơi piano với bạn nhé. Nỗi Lòng Người Đi, nhạc sĩ Anh Bằng, với tiếng đàn của mình piano. Thank you.
Thank you.